Chào tất cả các bạn nha. Nay mấy anh em ra ruộng giăng lưới các bạn ơi. Cũng rồi mưa bão mấy ngày quá, nước linh láng luôn. Anh em mua mấy tay lưới rồi đi lên ruộng giăng các bạn. Nay làm thêm hai tay nữa các bạn ơi. Bữa tay trước mình có một tay cũ rồi, mới mua thêm hai tay lưới, tay 3 phần với tay 3 phần rưỡi nữa các bạn. Kiếm cá lớn lớn đi. Nay dân đang kiếm cá mồi luôn các bạn ơi. Ba tay này nếu mà chịu dính là dư cá mồi mình đặt lợp hết luôn nha các bạn. Vừa có cá ăn vừa có cá mồi đặt lợp nữa. Ở đây người ta dân cũng nhiều quá các bạn ơi. Cặp theo cái miếng này, trong đó cũng mấy tay lưới người ta giăng. Mưa bão này người ta cá nó lên ruộng các bạn, nước linh láng. Ba tay thằng em tay á, sáng lấy 3 ký là đủ giăng rồi. Ba anh em người tay nha các bạn, ba người ba tay đang chéo qua chéo lại mấy miếng lúa chét này hết luôn. Giờ để mấy anh em dân xong hết rồi, mai mình đi thăm sớm các bạn, mình đi thăm mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Mong là ba tay lưới này sáng cá nhiều nhiều và đủ đặt lợp ếch các bạn ơi. Có mấy tay 3 phần rưỡi kiếm cá lớn lớn về ăn luôn các bạn. Mưa này mấy ngày mưa bão này cá lên ruộng hết rồi. Chào các bạn nha. Sáng nay mấy anh em ra thăm lưới các bạn ơi. Lưới mình giăng ngày chiều hôm qua nè, dính quá dính nè, chắc phải cuốn về luôn các bạn ơi. Lưới này 2,5 phân các bạn, 2,5 phân mình giăng mình kiếm cá mồi nè. Hiện tại này là đủ cá mồi luôn các bạn. Đúng kết. Lên này. Nè, một nồi luôn rồi. Quá sáng thấy cá không à. Này 2,5 phân nha. Cá nó hơi nhỏ. Tại mình dân này mình kiếm cá mồi về mình đặt lợp hết rồi bạn. Cái nào ấy nó vũ vũ nó ra. Dân tới 3 tay lưới rồi các bạn ơi. Còn trong đó núi đang phần tay, thông đang phần tay. Tay của núi thì 3 phân, tay của lý thông thì 3,5 phân rồi. Tay 3,5 phân đó mình kiếm cá lớn về ăn đó mà. Còn mấy tay này thì kiếm cá mồi. Quá khứ rồi. Nãy kêu đem cái thao, chị đem cái thao theo là hút nó đem về luôn. Nghe mà gỡ chắc tới thấy chưa thôi luôn mới xong. Kẹo con đó mà, xe giềng luôn. Này đúng là xe giền nữa các bạn. Xe giền.
hết cái tiền luôn rồi. Dính xe viền rồi đó. Cái này là xe hút xe. Này bắt vậy luôn chứ sao vậy? Bắt sao về sọt cây được á. Để sọt cây vô. Sọt cây mới gỡ được chứ. Này mình thăm mấy giác rồi mới được. Mấy cá sặc ở với cá rô dính sớm bị ốc nè. Ốc ăn chứ. Mấy ốc có thấy vậy nó ăn cá ghê các bạn. Chết là chìm với là chết với nó liền á. Đeo ăn gã xác hết. Cá còn sống thì đu lại rồi. Okay. Xin, xin dữ chưa rồi. Xin rồi. Gã xác rồi còn gì nữa xin. Kỹ năng. Ăn gã xác luôn, trắng xương luôn. Lúc luôn, ta lưới thì lúc luôn. Kéo lên hết nổi. Còn chút nữa tới mà. Mưa bão quá sáng, nước nó lên cõi này giống như là mùa nước tràn về vậy các bạn. Nhưng mà thật sự là chưa về đâu nha các bạn. Tại hôm rồi mưa mấy ngày nay là nó nước nó đổ xuống. Nhà tán bên còn gì nữa. Cũng là mấy đám này cũng như là cái mùa nước vậy á. Lúc hết trơn. Như lũ về tới rồi. Dỡ lên cái đèn. Không. Đứng đó đi. Hòa. Dạ ơi, dỡ sâu luôn. hai anh kia đang bắt qua hai anh kia đây. Trời ơi, con nối này. Lôi lên này. Xe viền rồi nữa ơi. Mà cá chốt lựa không à. Cá chốt này kho tiêu một cái là tới luôn. Nối ta lưới này đỡ. Dính mấy con cá lớn. Còn cái ta lưới của mình thì quá. Ta lưới của mày là thập cẩm rồi. 2,5 phân nó dính một cái đàn sát các bạn. Ngày 3 phân thì mình còn lựa cá lớn tí nè. Con nồi xình nó gỡ ra được, gỡ nó đỡ, đỡ thôi. Về tới nhà ta lưới thằng đen về tới nhà gỡ cho mình nó không lửa đốt luôn. Chắc lửa đốt ngấn luôn. Dính con ếch chết luôn. Mấy cá rô bự các bạn. Hơi kiếm mới trái giác về kho cá rô nha. Dạ. Yeah, bẻ mới trái giác luôn các bạn. Về kho cá ăn cơm. Kho cá còn muốn ngon quá. Ốc mà ăn. Tay chổng có dính cá chê gì không thông? Ốc ăn hả? Đèn sát quá. Mình cái này mình văng mà phải thăm hai giác. Văng giác nào mà không dính. Nước mênh mông kiểu này.
cá nó lên dữ lắm. Mấy cá còn sống rỡ lại. Lưới của Lý Thông là 3,5 phân hả bạn? Dính cá bự bự không mà bị ốc dính ăn. Sớm quá, ốc ăn nhóc quá chừng. Nó rô bành bành không. Ồ, cá chốt con nào con lấy kìa. Xẹt, như vậy luộc luôn. Xe gì này mình dân mình phải đi thăm, ăn đêm phải thăm hai giác, cái này giống ăn ngày dính khỏi cần giống đêm hết luôn. Ồ, cái chê kìa, cái vàng luôn. Tay nào tay nấy nó dính nẹo nẹo. Nó nộp kìa, nó nộp cặp má dòng cá kìa. Ở trong này đưa khoảng đưa cái tay lưới 2,5 phân bao 2,5 phân 3 phân cái rồi mình lấy cây mình đập một cái mình vô mình gỡ, đập một cái vô gỡ rồi khỏi cần. Anh có cá chê nào không? Lưới đó 2,5 phân không có cá chê đâu. Lưới này 3,5 phân cá lớn không các bạn. Cá chê là từ 3,5 phân 4 phân trở lên. À, lưới mình là lưới một mặt à, không có lưới ba màng, lưới một màng một. Nè ba màng chắc dính xe diền luôn á. Ba màng sầu gỡ. Dính kiểu này ba màng nó banh lưới luôn. Cá chết bị ốc ăn. Bù xác vô quá. Cái này tại vì cá nó dính sớm rồi, tao lưới này sắc mé cá dính sớm lắm. Xong rồi các bạn ơi. Ba tay. Ba tay hai người cặp. Ba tay này về no luôn, gỡ không biết tới giờ nào luôn. nào dính nhiều gắn chịu hả? Rồi đó luôn nha. Rồi đó luôn nha. Ai đang 2,5 nó dính nè. Nẹo nẹo gỡ tới chiều luôn. Về ngủ luôn á. Không giờ là... đứng giờ lỗi về các bạn ơi, về nhà mình lấy cây mình xỏ mình bung ra mình gỡ. Em ghé lại bẻ trái giác các bạn ơi, trái giác về kho cá rô ăn đó. Sao bữa hổm nó trái nhiều lắm mà bữa nay. Chín nó rụng hay gì rồi. Nè nè nè. Cái dùm sống đó, nó chua ngon. Cái sống chua mới ngon á. Sống không ngon á. Sống chín được á. Chín ra mà nó tím ra sống nó chua nó ngon. Kè kè bên đó kìa. Không. Bẻ cái lá lại không. À, đang bẻ trên đó hả? Mấy anh em về tới nhà bạn ơi. Kiếm ra ngoài kia đi, chỗ này hơi cái nó gớt cá thú quắc luôn á. Ba tay hả bạn.
Đây nào ta nấy dính xe viền trắng luôn. Đây 2,5 phân đây nẹo con luôn mà không được lớn nha. Dính cái lóc luôn hả? Đây 3 phân. Lóc chốt đủ. Đây 3,5 phân. 3,5 phân là cá lựa ăn rồi đó. Này chắc phải quất thêm 4 phần cái nữa là lúc luôn. Rồi giờ anh em tay kiếm chỗ nào im sọt vô đó. Gỡ no luôn hả các bạn ơi. Máng lên kiểu này. Đấy, con chưa tài. Được gỡ tay nữa. À, nhiều cá đây nè. Mình lựa mấy con cá sống mình rộng rồi đó nha các bạn. Gỡ mấy cá sống ra trước rồi đó. Mấy con cá này cá chết nè. Chưa được nửa tay lưới nè. Tay này anh tay chắc cỡ tay này hết chắc cỡ ký ngoài. Ngoài 2 ký luôn. 2 kg. Tay này 2 ký xịn. Như đây cả ký lô mới có nửa tay. 3 tay luôn. Lúc cá đèn. Lựa mấy cá lớn lớn. Cá bình thông à. Cá bên tay thông là cá bự các bạn. 3,5 phân. Lựa cá lớn ra, mấy cá sống mình rộng lại rồi đó. Cá bự bự không à. Cá chốt con nào cũng lấy dòm. Cá chốt này kho ăn mới tới nè. Con nào ấy quá gỡ ngược lại. Kéo anh gỡ ngược xong ra. Bé gái. Nó chưa lọt đầu, con nào lọt đầu thì cho qua luôn. Nó chưa lọt đầu. Nó còn tay cũng nối nằm ở đây nè. Rộng vô đây rồi nha các bạn. Rồi mấy cá sống rộng đây giúp như luôn nè. Còn cái chốt nó lật này. Chốt nó muốn lật bụng rồi. Cá lớn ra ít là thấy cá chốt ngon hơn. Chốt nhiều. Cá chốt lựa cá chốt lớn lớn kho ăn. Chốt kho tiêu. Chốt kho tiêu ăn ngon. Tính cá rô mình kho chế giác. Bây giờ thấy cá chốt nhiều quá mà cá chốt lớn không bạn ơi. Ba tay này chắc cỡ hơn 4 kg, 4-5 kg rồi. Dư mồi đặt luôn. Cá lớn nhiêu đây là thấy hơn ký rồi mà. Tay đen cỡ 2 kg, hai tay này 3 kg là 5 kg. Tay đen cá nhỏ nhưng mà dính nhiều. Cá nhỏ nó dính dày hết. Mà đầu tư thêm tay 4 phần nữa. Kiếm cá chê vàng ha. Mình đâu có cá chê vàng. Tàu dính ít quá, không có cá. Còn bây giờ dính nhiều rồi cho ngồi đây đứng. Đứng phơi nắng. Đứng phơi nắng buổi sáng. Ốc nó ăn có trời ăn chứ không ăn xe diện luôn. Mình kinh nghiệm. Bây giờ đi văn là phải thăm 2-3 giác. Quá trời ốc này. Giác gỡ vài chục con vậy nhưng mà mình gỡ hoài luôn á. Quay qua gỡ, ha. Gỡ đồ này xong quay lại gỡ đồ kia. Mà cá ngon, cá sống không. Này chết bị ốc nó ăn nữa mà. Quá trời ốc. Sáng nuôi ăn thau chén trước rồi. Hôm qua các bạn. Hôm qua mấy anh em đi bắt mấy rắn này. Săn đêm còn lại nè, còn lại mấy con rắn nè. Hôm làm có 3 con. Mấy con này hơi chắc thả các bạn ơi. Mấy con này thấy nhỏ quá. Thôi mình lựa 3 con bự ăn nè. 3 nhỏ này sáng thả nó đi. Con bìm bẹp nữa nha, mình được con bìm bẹp nữa các bạn. Hôm qua mình đi săn được con bìm bẹp nữa. Bắt sống không à. Nó bằng đêm nó không thấy đường. Mình kiếm gì mình nuôi lại các bạn ơi.
đây các bạn ơi, rồi là ba tay lưới các bạn, ba tay lưới dính nhiều đây nè, khủng không, này còn 5 kg không hết đâu, lựa mới cá chốt ra để kho tiêu các bạn, còn cá sống nữa nha các bạn, cá sống mình rộng trong này à, cá rô cá sặc đồ còn sống mình rộng trong này. Quá wow. Này hơi để kho cá ăn cơm mà. Còn mấy cá này mình ướp đá chiều mình chiều mai mình đi đặt lợp các bạn, lợp ếch. Đây mấy cá đi giăng lưới về các bạn. Tính bắt mớ cá rô kho chế giác mà thấy cá chốt ngon quá các bạn ơi. Nên lựa mớ cá chốt kho tiêu ăn cơm. Làm mẻ kho tiêu mấy anh em ăn cơm thôi các bạn. Còn mấy cá kia mình ướp đá rồi bạn ơi. Để đặt lợp ếch nha các bạn. Chảo kho tiêu. Chốt bùi bụi rồi. Chốt dính lưới thì chốt lớn. Chút xíu là có mẻ cá kho mấy anh em ăn cơm rồi mà. Rồi. Rồi. Chảo cá chốt kho tiêu. Thành dạ. Quả của mấy anh em đi giăng lưới nha các bạn. Dở lên cái là lên mùi liền. Quá hấp dẫn luôn. Trời mưa ăn khô quẹt này hoài cũng được nữa. Mưa hoài thì có thể ăn khô quẹt hoài luôn á. Có gì đâu ăn. Làm khô quẹt tới đi. Khô quẹt nó ngon. Rồi, xin mời các bạn ăn cơm nha. Cơm các bạn ơi. Mời các bạn ăn cơm nha. Miếng cá chốt kho. Nước lên anh em dân ba tay lưới thành quả cũng cỡ 5 kg cá các bạn ơi, cá rô cá sặc luôn, cá chốt lộn xộn hết, mình lựa ra mới cá chốt về kho tiêu ăn cơm các bạn, còn nhiều mình ướp đá để chiều đi đặt lợp ếch các bạn ơi. Nước cho bạn ngọt cả. Thôi giờ mình cũng xin mời các bạn ăn cơm luôn nha. Cái thành quả của mấy anh em đi được nhiều đó các bạn ơi, của giăng lưới đủ để đặt lợp ếch với đủ để đặt 4 thầy trò no bụng. Thôi giờ xin chào tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nay ăn cơm mà không có uống rồi các bạn ơi. Nãy chiều còn đi làm nữa. Con gà mấy bữa nay mưa uống quá uống rồi. Uống mấy tỷ rồi bữa nay giảm lại mới được. Sương sương hoài là chết luôn. Cái này là nghẹt mũi rồi đó, cứ nhắc là mũi rồi đó. Nào đặt lợp ếch về có mồi bán à, làm sương sương tiếp các bạn ơi.